Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp, chương trình do công ty tổ chức sự kiện Việt thực hiện với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về vấn đề công dụng của men vi sinh và cách chọn lựa men vi sinh tốt. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn quý vị nhé. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì có thể nói mọi người rất quen thuộc với men vi sinh. Men vi sinh có thể hỗ trợ về tiêu hóa, hấp thụ những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là trẻ em. Hiện nay thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến nghị nên dùng men vi sinh. Và men vi sinh đó là gì và nó hỗ trợ như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi và chia sẻ để hiểu hơn về men vi sinh quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng làm quen với Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1. Xin chào bác sĩ ạ. Xin mến chào MC Quỳ Linh. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Quỳ Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến phóng sự sau đây. Con ăn nhiều, ăn ngon miệng và lớn nhanh, khỏe mạnh luôn là niềm mong ước của tất cả các bậc phụ huynh. Nhưng tại sao con lại biếng ăn, hoặc khi con đã ăn được, uống được mà cân nặng lại vẫn không tăng lên, hoặc tăng lên rất ít? Đây cũng chính là nỗi lo lắng của cả gia đình chị Ánh Tuyết sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, khi con của chị mãi vẫn không thể tăng cân trong một thời gian dài. Con gái tôi hiện tại được 17 tháng, nhưng mà cân nặng của bé chị đạt là 9,2 kg và chiều dài là 75 cm. Và tôi có cho bé đi khám dinh dưỡng tại trung tâm dinh dưỡng, thì tại đây thì bác sĩ có chỉ định cho bé dùng men vi sinh, bởi vì là bé hiện tại cái tình trạng của bé là chậm tăng cân và bị suy dinh dưỡng. Nhưng mà hiện tại tôi rất là băn khoăn, không biết là men vi sinh có vai trò gì có thể giúp cho con tôi có thể lớn nhanh và ăn tốt. Và tôi cũng băn khoăn một điều nữa là không biết là men vi sinh này thì loại nào là tốt nhất cho bé và sử dụng lâu dài thì nó có ảnh hưởng đến bé hay không? Làm thế nào để con yêu tăng cân đều đặn, phát triển một cách khỏe mạnh là điều mà các bậc cha mẹ luôn quan tâm. Lựa chọn men vi sinh là phương pháp được các chuyên gia khuyến nghị và được nhiều ông bố bà mẹ áp dụng. Tuy nhiên, trong rất nhiều loại men vi sinh hiện có trên thị trường thì lựa chọn sao cho đúng, cho tốt không phải cha mẹ nào cũng biết và áp dụng đúng cách. Chúng ta vừa đến với phóng sự của chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật cùng trao đổi với bác sĩ ngày hôm nay. Đó chính là Vũ Thị Ánh Tuyết đến từ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời Vũ Thị Ánh Tuyết. Dạ, em xin chào bác sĩ và MC Quỳnh Linh cùng toàn bộ khán giả tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Như bạn đã chia sẻ trong phóng sự rồi, hôm nay thì có thạc sĩ bác sĩ ở đây. Rồi bạn có thể trao đổi thoải mái. Con có chuyện thì ăn uống như thế nào? Có khó khăn gì lắm hay không? Dạ, hiện tại thì em có bé gái đã được 17 tháng tuổi. Tuy nhiên về cân nặng thì là bé chỉ đạt là 9,2 kg và chiều cao thì khoảng là 75 cm. Hằng ngày thì em có tìm hiểu rất là nhiều thông tin trên mạng về để xây dựng chế độ ăn uống cho con. Và hằng ngày thì bé ăn giọng cũng khoảng được 3 bữa bột và uống sữa được khoảng từ 500-600 ml. Nhưng mà bé vẫn không thể tăng cân, mặc dù là bé ăn rất là nhanh và em không hề gặp khó khăn gì trong việc là cho bé ăn hay bú sữa. Đến với chương trình hôm nay, em rất muốn bác sĩ có thể giải đáp cho em là lý do nào mà khiến bé của em chậm tăng cân, và liệu có phải là hệ tiêu hóa của bé gặp vấn đề gì không dẫn đến bé không thể hấp thụ được dưỡng chất hay không? Cũng như anh MC Quỳnh Linh ở đây, chúng ta rất quan tâm đến sức khỏe của các cháu, nhất là sự tăng trưởng. Thì hiện nay có rất nhiều những cái nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, phát triển của các bé. Cái nguyên nhân đầu tiên đó là cái tình trạng biếng ăn. Hiện nay các cháu nó biếng ăn rất là nhiều. Thì chính cái tình trạng biếng ăn đó sẽ làm các bé nó không hấp thu, không ăn được những chất dinh dưỡng cần thiết, thì cũng dẫn đến cái tình trạng là tăng cân rất là chậm. Cái nguyên nhân thứ hai đó là những em bé ăn không có đủ chất, có nghĩa là cái lượng mà chúng ta bổ sung hàng ngày cho các cháu thì nó không có đủ. Ví dụ như là chỉ ăn một cái món nào đó do bố mẹ nghĩ đó là món ăn ngon, bổ cho bé ăn hoài. Một trong những khuyến cáo của Tổ chức Thế giới đó là phải cho ăn đủ 4 nhóm thức ăn thì mới đảm bảo sự tăng trưởng. Thì chúng ta cho ăn một món như vậy nó sẽ thiên lệch và nó không đảm bảo đủ những cái khoáng chất, đủ cái chất đạm, đủ chất tinh bột hoặc là chất béo v.v. thì cũng làm ảnh hưởng đến sự tăng cân. Và một cái nguyên nhân nữa có lẽ là rất là phù hợp và đúng với tình huống của chị nêu ra, đó là em bé ăn nhưng mà không hấp thu được. Tức là cái cơ thể, cái đường tiêu hóa của em bé hấp thu rất là kém, tức là ăn 10 thì hấp thu được 2-3 thôi. Thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng mà em bé nó không tăng cân như mình mong muốn.
Có thể nói là bất kỳ một cái bậc cha mẹ nào cũng mong muốn rằng con mình phải tăng cân đều đặn và phát triển gọi là một cách tốt nhất, khỏe nhất. Nhưng mà thật sự thì mỗi một cái cơ thể địa của mỗi bé khác nhau, cái sự hấp thu tất cả các chất dinh dưỡng nó đều khác nhau hết. Vậy thì nếu như mà cái sự hấp thu dinh dưỡng nó càng ngày càng yếu đi, càng kém đi thì nó gây hiệu hậu quả thế nào đối với cơ thể của bé? Trước mắt thì có một số những cái hậu quả nó không tốt cho sức khỏe hiện tại. Ví dụ như là cái vấn đề hấp thu nó không được tốt thì những cái dưỡng chất, những cái chất dinh dưỡng cần thiết nó sẽ là cái nền tảng cho cái sự phát triển hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch tức là cái nơi để bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật. Thì em bé mà kém hấp thu có nghĩa là kém sức đề kháng thì các bé rất là dễ bị mắc các bệnh nhiễm trùng. Ví dụ như là viêm hô hấp, như là viêm họng, viêm mũi, thậm chí có thể viêm phổi, viêm phế quản v.v. Thì nó càng làm cái sức khỏe tệ như vậy thì em bé không thể nào tăng cân được. Về lâu về dài thì em bé sẽ chậm lớn, dẫn đến còi cọc, suy dưỡng, rất là khó hồi phục. Thì đây là một trong những cái gọi là cái hệ lụy, những cái hậu quả xấu về sau. Và một trong những cái hậu quả xấu mà chúng ta cũng thường được cảnh báo đó là các cháu mà chậm tăng cân, còi cọc, suy dưỡng thì thường có trí thông minh kém hơn những em bé khác, dẫn đến việc học hành cũng khó khăn, rồi kết quả học tập không tốt. Thì đây là những cái hậu quả rất là xấu, mà thậm chí em bé rất dễ mắc những cái bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, dẫn đến những cái biến chứng và thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Có thể nói trong xã hội hiện đại ngày hôm nay thì men vi sinh nó không còn xa lạ gì với các bậc phụ huynh nữa. Men vi sinh nó giúp cho trẻ hoặc chúng ta hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và có thể đề phòng nhiều bệnh hơn nữa. Nhưng người ta nói men vi sinh về thôi, ta mua men vi sinh về thôi. Nhưng thực sự người ta cũng nhiều khi có nhiều người chưa biết men vi sinh là gì và cái vai trò men vi sinh như thế nào đối với hệ tiêu hóa của chúng ta. Men vi sinh từ cái tên gốc đó là probiotics, tức là trong cái sản phẩm men vi sinh có chứa rất nhiều những cái thành phần vi khuẩn có lợi cho cơ thể, đặc biệt là có lợi cho đường tiêu hóa. Có nghĩa làm sao trong cơ thể của chúng ta, trong đường ruột, nhất là cái khu vực ruột già đấy, thì chứa hàng triệu vi khuẩn có lợi. Những cái vi khuẩn này nó sẽ giúp bảo vệ, tăng cường sức đề kháng cho đường tiêu hóa. Tuy nhiên trong cái quá trình chúng ta tiếp xúc với môi trường bên ngoài, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng, thì những cái vi khuẩn gây hại nó có sẽ bùng phát, nó làm ảnh hưởng đến cái sự mất cân bằng giữa cái hệ vi sinh vật đường ruột như vậy, thì lúc đó cơ thể chúng ta sẽ suy yếu và bị bệnh. Thì men vi sinh tức là những cái chế phẩm để chúng ta bổ sung vô cơ thể, tức là đường tiêu hóa, những cái con vi khuẩn có lợi nhất để giúp sao tăng cường cái hoạt động của hệ miễn dịch, tăng cường sự bảo vệ của đường tiêu hóa. Và một trong những cái tác dụng tốt đó là nó giúp hấp thu tốt những cái chất dinh dưỡng để làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh và em bé tăng cân tốt. Vậy thì khi nào chúng ta mới dùng đến men vi sinh cho trẻ? Về nguyên tắc á, thì chúng ta có một số những cái tình huống đặc biệt thì chúng ta sẽ sử dụng cái men vi sinh. Ví dụ như tôi có thể đơn cử mà chúng ta thường gặp nhất, đó là em bé thì hay bị các bệnh nhiễm trùng. Ví dụ là nhiễm vi khuẩn thì bác sĩ thường cho uống kháng sinh. Mà thường kháng sinh sẽ uống trong thời gian cũng khá dài, từ 5, 7, có khi 14 ngày. Thì sử dụng kháng sinh kéo dài như vậy thì nó sẽ không phân biệt được cái con vi khuẩn nào có lợi, cái con vi khuẩn nào có hại, nó tiêu diệt hết những cái con vi khuẩn có lợi cho cơ thể. Thì lúc đó cái đường tiêu hóa của các bé nó gặp vấn đề, đó là sẽ bị loạn khuẩn. Thì như vậy thì em bé sẽ có biểu hiện là tiêu không tốt, tức là em bé sẽ tiêu phân sệt sệt, thậm chí tiêu chảy đầy bụng. Thì trong tình huống này chúng ta bổ sung men vi sinh rất là tốt. Thì nó sẽ bổ sung lại những cái con vi khuẩn có lợi cho đường ruột đã bị mất đi, nó kéo lại cái sự hấp thu những cái chất dinh dưỡng cần thiết, và nó là một trong những cái vũ khí để tiêu diệt những cái con vi khuẩn có hại. Thì đây là cái trường hợp cũng rất là thường gặp. Rồi cái trường hợp tiếp theo đó là hồi nãy bạn có trình bày, đó là em bé ăn rất là nhiều nhưng mà không hấp thu. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng men vi sinh, tức là em bé chậm lớn, kém hấp thu chất dinh dưỡng. Thì chúng ta cho ăn như vậy thì chính những cái con vi khuẩn có lợi đó nó sẽ kéo những cái chất dinh dưỡng để chúng ta có thể hấp thu nhiều hơn để cơ thể được khỏe mạnh. Và một trong những cái điều kiện mà chúng ta thường hay gặp trong cái thời điểm hiện nay là các cháu nó rất ít ăn rau, ăn trái cây, thì cái tình trạng táo bón cũng rất là thường xuyên do trong thức ăn nó thiếu đi cái lượng chất xơ. Thì trong cái men vi sinh người ta cũng có bổ sung thêm một cái lượng chất xơ hòa tan rất là phong phú. Thì chính những cái chất xơ này sẽ giúp cho các bé cải thiện được tình trạng táo bón, bớt đi những cái phiền hà trong vấn đề đi tiêu, thì cũng cải thiện cuộc sống, chất lượng cho các cháu rất là nhiều. Cảm ơn bác. Chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Golden Lab hân hạnh tài trợ chương trình này.
Ở trẻ em trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa có những chức năng chưa hoàn chỉnh, trẻ rất dễ bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống. Rối loạn tiêu hóa không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng sẽ là yếu tố cản trở quá trình sinh trưởng của trẻ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab chứa các thành phần là các lợi khuẩn được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, còn gọi là probiotic và prebiotic, được sản xuất theo công nghệ Lab 2 Pro, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe, giúp trẻ lớn nhanh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết. Và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Vitin Vinza chứa các dưỡng chất thiết yếu, phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Vitin Vinza, nâng tầm cao và trí tuệ Việt. Sản phẩm của dược phẩm Visa. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Linh, Linh. Ơ, dạ, chết cha. Dạ, thưa sếp. Dạ, sếp mới tới. Tôi thất vọng gì? Vì cậu quá. Dạ. Nói bao nhiêu lần, mình là thanh niên trẻ, mình đang khởi đầu sự nghiệp, tiếng Anh nó kêu là stand up. Mà nghĩ sao tôi giao công việc cho cậu làm mà cậu không vậy? Cậu thấy không, có ai tốt cho tôi không? Công ty gia đình tôi do cậu làm việc ở cái bếp nhà tôi mà đâu có tính tiền nhân phòng đâu. Sướng quá trời. Mà tại sao mà không làm mà nằm ngủ là ngủ sao? Dạ tại sếp thông cảm, em có việc gia đình riêng. Nó sếp có cái việc gia đình hoài, tại sao không có là cái việc khác? Dạ tại gia đình có chuyện đó. Thì băn khoăn chuyện gì nói, tôi nhúng mũi tôi vô tôi lo được cái gì trong đó không? Dạ chẳng qua là con gái em nó sếp con nhỏ bữa em dẫn qua cho sếp coi đó. Bé mà chúng nẹt này đó hả? Dạ hôm nay tuổi đó. Dạ hôm nay 2 tuổi rưỡi hả? Dạ 6 tuổi. Hả? Em xin lỗi, em nói chơi cho vui đi, 6 tuổi hả? Dạ ai bé gặp nó cũng nói nó 2-3 tuổi hết trơn á. Bé dễ thương á. Dạ đem nó vô trường lớp 1 là trong nguyên một cái lớp đó là nó là còi nhất. Ủa với nhà nó tên gì? Dạ bé còi. Thì nó tên bé còi, nó đi học thì nó còi là phải rồi. Dạ không có, cái tên đó là em đặt cho vui mà ai về nó còi thiệt sếp. Dạ nó ốm quá mà trời ốm, ra đường mà gió thổi nó muốn bay luôn đó sếp. Trời đất ơi. Nó ăn uống không được mà em không hiểu sao mà em cũng lo cho nó đầy đủ như con người ta mà không biết sao luôn sếp. Tôi hiểu. Thiệt ra về cái bệnh này nè, cái bệnh gọi là trẻ nó bị thiếu chất á, tôi số 1. Sếp cũng hồi xưa cũng bị hả? Không có, tôi không có bị, con tôi. Con tôi đẻ ra đặt tên Sumo. Đẻ ra đặt tên Sumo mà nó cũng còi ký lắm. Dạ. Cho nên vợ tôi mới là hỏi mọi người thì nó thiếu hai cái chất quan trọng là probiotic và prebiotic, bào chế theo phương pháp là Lab 2 Pro. Sao cái Elite for to die của tôi nói hơi cái ấy hả? Dạ em không hiểu mẹ gì hết trơn sếp. Hai cái chất này nó có cái tác dụng gì đối với hệ tiêu hóa của trẻ em sếp? À, riêng về cái này thì tôi không rành lắm, tại vì thực chất cái này tôi biết là nhờ vợ tôi chỉ. Hiện nay thì men vi sinh với những cái công nghệ cao cấp, người ta đã sản xuất và chế ra những cái men vi sinh nó có hai thành phần. Thì các bạn vẫn thường nghe các bác sĩ cũng như là những chuyên viên về dinh dưỡng nói đó là thành phần probiotics và rebiotics. Thì hai cái thành phần này nó có khác nhau một chút. Cái probiotics như đầu chương trình tôi có nói đó là những cái con vi khuẩn hay là những cái chủng vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa. Khi mà đến cái ruột già thì chính những cái con vi khuẩn này nó sẽ phát huy cái tác dụng. Ví dụ như nó lên men thức ăn để chúng ta có thể hấp thụ được chất dinh dưỡng. Rồi nó tạo ra acid lactic để cái quá trình tiêu hóa nó được dễ dàng hơn. Thì như vậy thì cái con vi khuẩn có lợi này nó sẽ giữ vai trò làm tăng cái khả năng hấp thu và tăng cường cái sức đề kháng cho đường tiêu hóa. Còn thành phần rebiotics là một trong những cái thành phần đệm, tức là chất xơ hòa tan. Đó là cái môi trường để nó nuôi dưỡng những cái con vi khuẩn có lợi, giúp cho vi khuẩn có lợi phát huy và phát triển tối đa cái số lượng. Với cái số lượng nhất định nào đó thì nó sẽ bảo vệ cái đường tiêu hóa, nó tăng cường sức đề kháng. Như vậy thì với những cái loại men vi sinh có đủ hai thành phần probiotic và rebiotic thì sẽ tốt hơn là một loại men chỉ có một thành phần đơn thuần. Thì đó là một trong những cái ưu điểm mà hiện nay những cái chế phẩm về men vi sinh người ta sản xuất để phục vụ cho cuộc sống con người. Vậy thì còn công nghệ Lab 2 Pro trong bào chế men vi sinh là gì? Có tác dụng gì? Vậy men vi sinh chứa hai thành phần probiotic và prebiotic đồng thời lại được sản xuất theo công nghệ Lab 2 Pro đã là loại tốt nhất hiện nay chưa? Cụ thể đó là loại men vi sinh nào thưa bác sĩ? Thì cái công nghệ Lab 2 Pro đó là một cái công nghệ mới nhất của Hàn Quốc hiện nay. Người ta sản xuất ra loại men vi sinh
chúng ta gọi là lab hero, tại vì cái thành phần của cái men vi sinh trong đó để có thể bảo vệ những cái con vi khuẩn một cách tốt nhất. Tại vì sao? Khi mà men vi sinh vô cơ thể của chúng ta qua đường tiêu hóa thì hầu hết sẽ phải qua hai cái hàng rào, đó là những cái dịch axit từ dạ dày và những cái dịch mật, dịch ruột vân vân, sẽ tiêu diệt bớt những cái con vi khuẩn đó. Thì như vậy thì làm sao chúng ta bảo vệ được tối ưu cái số lượng vi khuẩn có lợi đó, để đến khi vi khuẩn đến cái ruột già nó đạt được cái số lượng đủ để có thể tăng cường sức đề kháng cũng như làm những cái chức năng trong quá trình tiêu hóa, thì cái lab HiPro người ta làm được cái công nghệ này, đó là có một cái sản phẩm nó có hai cái bao bên ngoài để bảo vệ cái thành phần probiotic. Đó là cái bao đầu tiên, đó là cái polysaccharide với lại hydrocolloid. Đây là cái thành phần nó sẽ bảo vệ cái con vi khuẩn được bao bọc để thoát ra những cái sự tác động của dịch axit cũng như dịch mật để làm sao đến cái ruột già, thì đó là cái lớp màng đầu tiên. Và cái lớp màng thứ hai là chất peptide, đó là một trong những cái chất rất là quan trọng, nó sẽ phóng thích cái con vi khuẩn có lợi đó. Tùy vào cái độ pH của đường ruột, khi mà pH thích hợp nó sẽ phóng thích những cái con vi khuẩn để làm sao cái môi trường tối ưu nhất cho vi khuẩn phát triển cái số lượng đảm bảo đầy đủ có thể thực hiện cái chức năng tiêu hóa cũng như bảo vệ đường ruột. Thì đây là cái công nghệ rất là mới, được cải tiến từ cái công nghệ cũ và được xem là một trong những cái công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Và cái men vi sinh Lab Hero đã đảm bảo được cái yêu cầu này. Và hiện nay thì đã được sử dụng rất là rộng rãi trên thị trường. Và các bạn có thể tìm được những cái mà mình quan tâm qua cái sản phẩm Golden Lab. Hiện nay thì trong cái đơn toa thuốc mà bác sĩ hay kê cho bệnh nhân đó, thì thấy rằng là họ kê là men vi sinh hoặc là men tiêu hóa. Có đôi khi là vừa men vi sinh mà vừa men tiêu hóa nữa. Thật sự mà bệnh nhân cũng không hiểu vấn đề này. Thường thì ta nghĩ rằng hai cái này chắc là một. Vậy thì nhân tiện đây bác sĩ thạc sĩ Đinh Thạc có thể giải thích về vấn đề này. Hiện nay thì có đại đa số các bậc phụ huynh cũng như là những người chúng ta sử dụng các loại thuốc, đặc biệt là những cái chế phẩm về men vi sinh, chúng ta vẫn còn bị nhầm lẫn, đó là cái men vi sinh với men tiêu hóa. Yeah. Mọi người đều nghĩ đây là hai nhưng mà chỉ là một thôi. Nhưng về mặt khoa học thì đây là hoàn toàn hai loại khác nhau. Cái men vi sinh có nghĩa là những cái chủng vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa. Phía bên ngoài chúng ta bổ sung vô cơ thể. Cơ thể chúng ta không tạo được những cái loại men vi sinh trong chính cơ thể của chúng ta. Trong những cái trường hợp đặc biệt như đầu chương trình tôi có nói, như là rối loạn tiêu hóa, kém hấp thu, tiêu chảy kéo dài do sử dụng kháng sinh vân vân, thì chúng ta bổ sung những cái con vi khuẩn có lợi. Riêng cái men tiêu hóa thì là do chính cơ thể của chúng ta sản xuất từ những cái tuyến, ví dụ như là từ gan, từ mật, mình còn gọi là enzyme, tức là những cái yếu tố xúc tác cho những cái phản ứng hóa học xảy ra trong đường tiêu hóa để làm sao chúng ta tiêu hóa những cái thức ăn phức tạp, ví dụ như là cái thành phần chất đạm khi mà chúng ta ăn vô á, thì chính những cái men tiêu hóa, những cái enzyme này nó sẽ cắt nhỏ thành phần tới cái mức thấp nhất để chúng ta, cơ thể chúng ta có thể hấp thu được. Như vậy thì cái men tiêu hóa do chính cơ thể, do các tuyến trong đường tiêu hóa của chúng ta tiết ra. Do đó khi mà bổ sung cái men tiêu hóa trong những trường hợp em bé có những cái bệnh lý nó liên quan đến vấn đề suy giảm sự bài tiết các men tiêu hóa thì chúng ta bổ sung cái men tiêu hóa. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng lâu dài, kéo dài, nó sẽ gây bất lợi cho cơ thể, tức là nó sẽ phản tác dụng bằng cách nó ức chế lại cái sự bài tiết những cái men đó trong cơ thể, tức là những cái tuyến nó sẽ bị suy. Như vậy thì vô hình chung chúng ta sẽ làm cho em bé hoặc cái người đó lệ thuộc vào men tiêu hóa. Trong khi đó cái men vi sinh thì chúng ta bổ sung thường xuyên, liên tục, có khi kéo dài vài tháng, 2-3 tháng vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Dạ, theo bác sĩ, trường hợp của con gái tôi thì mình nên sử dụng men tiêu hóa hay là men vi sinh? Và liệu rằng nếu như con tôi sử dụng men vi sinh thường xuyên thì sẽ có ảnh hưởng nào, như thế nào đến sức khỏe của bé không ạ? Thì cái tình huống con của chị á, thì tôi nghĩ đó là tình trạng kém hấp thu. Thì việc sử dụng men vi sinh là điều hợp lý. Nó sẽ giúp phòng chống những cái căn bệnh có thể xảy ra qua đường tiêu hóa. Ví dụ như là nhờ cái tác dụng là được sản xuất ra axit lactic, thì chính cái axit lactic này sẽ ức chế sự phát tác của những cái vi khuẩn có hại, thì nó sẽ giúp bảo vệ đường ruột. Tuy nhiên nó có một cái tác dụng rất là tốt, đó là vấn đề nó hấp thu được những cái chất dinh dưỡng cần thiết, mà con bạn thì nhiều khi chưa có bổ sung thì không thể nào hấp thu được những cái chất dinh dưỡng. Mặc dù mình cố gắng nuôi em bé rất là kỹ, rất là đầy đủ, nhưng mà em bé ăn vô thì nhiều nhưng mà hấp thu không được bao nhiêu, ra em bé chậm lên cân. Thì đó là một trong cái lý do mà chúng ta bổ sung cái men vi sinh mà tôi vừa giới thiệu.
Và một cái lợi đó là khi mà chúng ta sử dụng men vi sinh này hoàn toàn nó không gây những cái ảnh hưởng, không gây những cái tác dụng phụ cho cháu. Nó hoàn toàn rất là an toàn. Cảm ơn bác sĩ Đinh Thạc. Chúng tôi sẽ mời quý vị đến với tình huống của chương trình. Trời đất ơi, mấy giờ mà giờ này chưa qua nữa trời. Sếp ơi! Vô đi, đâu có đóng cửa đâu. Dạ, chào sếp. Ôi, có biết là thanh niên mới khởi nghiệp, cái việc đầu tiên quan trọng nhất là gì không? Đúng giờ. Dạ em đúng giờ lắm sếp, nhưng mà tại vì em có công việc gia đình nữa sếp. Cái công việc gia đình không quan trọng bằng công việc làm ăn của mình. Trời ơi, hẹn với khách hàng rồi. Dạ. Người ta đang ngồi chờ quán nhậu nãy giờ mà mình chưa tới là sao làm việc được? Ủa, là bây giờ em phải đi với sếp ra quán nhậu chứ sao? Cái việc là móc nói công việc làm ăn cho cậu mà chứ không phải cho tôi đâu. Dạ giờ em chuyển hồ sơ cho sếp, sếp điên mình. Ừ đó, than vậy một gì đứng nào làm sếp vậy? Dạ sếp thông cảm, tại vì em có việc gia đình thôi sếp. Ủa sao cũng mỗi lần gặp những việc gia đình, việc gia đình là việc gì? Dạ cái việc bây giờ em phải về bàn cái vợ em, tính cho con em cái vụ mà còi xương hôm bữa đó. Cái bé còi hôm bữa bữa nay vẫn còn hả? Dạ vẫn y chang vậy. Ủa rồi tôi bữa tôi kêu kiếm cái men vi sinh đó là rồi có mua chưa? Dạ em ra nhà thuốc em hỏi hết nhà thuốc rồi, có cả trăm cái nhãn hiệu nên nó có hai cái đó đó anh. Đơn giản nhất lúc nào cũng phải nhớ trong đầu hai cái men vi sinh là probiotic và prebiotic, nhớ chưa? Sản xuất theo công nghệ mới gọi là lab 2 pro đó. Sau khi mà cậu nói với tôi đó, tôi về tôi tâm sự liền với vợ tôi. Vợ tôi nói để em bà bới trong nhà, bà bới cuối cùng bà móc ra được cái sản phẩm đây. Bà dặn tôi là phải đưa tận tay, cho nên hôm nay là tôi cũng muốn đưa nè, đưa cho cậu đó, có về sử dụng đi. Vậy là mua y chang cái sản phẩm này hả sếp? Y chang vậy. Dạ sếp cho em hỏi một câu nữa được không sếp? Nói đi. Dạ sản phẩm này dùng cho đối tượng nào hả sếp? Và dạ, được sử dụng trong cái trường hợp nào hả sếp? Bởi vậy chẳng lẽ cả đời lúc nào cậu cũng phải đi hỏi người khác còn không biết được câu trả lời hay sao? Trong tình huống chương trình thì đặt ra câu hỏi là sản phẩm Golden Lab sẽ dùng cho đối tượng nào và trong trường hợp nào thưa bác sĩ? Thật ra thì cái sản phẩm Golden Lab người ta sản xuất ra thì có thể sử dụng cho mọi đối tượng. Có thể từ em bé nhỏ từ 2-3 tháng tuổi đến người lớn, người trưởng thành, người có tuổi để chúng ta đều có thể dùng cái men vi sinh này để bổ sung những cái vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa. Nhất là những cái người mà ăn uống kém, người lớn tuổi, người có những cái bệnh về đường tiêu hóa thì đó là một trong những cái phương pháp để hỗ trợ tích cực trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Tại vì các bạn biết rằng là khi mà cơ thể chúng ta ăn một cái thức ăn nào đó thì toàn bộ cái hệ tiêu hóa phải làm việc rất là nhiều. Và nếu mà có sự thiếu hụt những cái vi khuẩn có lợi thì cái quá trình nó sẽ bị ảnh hưởng. Tôi có thể ví dụ cụ thể, có nhiều em bé ăn uống không có tiêu, cứ bị nôn ói, sình bụng, rất là khó chịu. Hoặc người lớn tuổi, cái sự hấp thu thức ăn, sự tiêu hóa thức ăn nó khó, thì chúng ta sử dụng cái Golden Lab bổ sung cho những người đó thì sẽ cải thiện rất là nhiều trong cái tình trạng hấp thu thức ăn. Và nó cũng giúp cho chúng ta khi mà cái hấp thu thức ăn nó tốt, có nghĩa là cơ thể của chúng ta có một sức khỏe tốt để có thể phòng tránh những cái căn bệnh, như là những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Những cái đối tượng có sức đề kháng kém như là trẻ em, người lớn tuổi, người cao tuổi thì cũng cần phải có sự chú ý bổ sung cái men vi sinh này. Thật sự mà nói thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại men vi sinh. Đó là một cái khó cho những cái bậc phụ huynh, người ta luôn luôn tìm cho mình một cái men vi sinh tốt để có thể mua về cho con của mình. Mà làm sao họ biết được đâu là men vi sinh tốt ạ? Hiện nay thì chúng ta, nếu mà chúng ta chú ý quan sát thì nó cũng có những cái tiêu chí để chúng ta có thể chọn được những cái loại men vi sinh để sử dụng hàng ngày an toàn và hiệu quả. Cái tiêu chí đầu tiên đó là được mọi người khuyến cáo, tức là sao? Tức là cái hãng sản xuất ra cái men vi sinh đó được thế giới công nhận, được mọi người trên thị trường ưa chuộng cái sản phẩm đó, có nghĩa là có uy tín. Cái thứ hai đó là men vi sinh đó là sản phẩm nó phải chứa hai thành phần là probiotics và rebiotics, thì nó kết hợp hai cái thành phần này vô với nhau thì nó sẽ làm tăng cái hiệu quả tác động của men vi sinh rất là tốt. Và đặc biệt là Tổ chức Thế giới người ta cũng khuyến cáo khi mà các nhà sản xuất chế ra những cái men vi sinh thì những cái chủng vi khuẩn có lợi người ta sẽ lựa chọn là những cái chủng vi khuẩn tốt nhất, có lợi nhất cho đường tiêu hóa. Cụ thể thì với cái công nghệ của Hàn Quốc, người ta đã chọn được những cái chủng vi khuẩn rất là tốt để khi mà chúng ta bổ sung qua đường tiêu hóa đến tác động ở cái khu vực ruột già thì nó làm tròn cái trách nhiệm là tiêu hóa rất là nhiều, rất là tốt thức ăn, giúp cho cơ thể hấp thu tốt, rồi tăng cường cái mạng lưới phòng vệ những cái bệnh lý qua đường tiêu hóa. Thì đây là những cái tiêu chí mà chúng ta thấy rằng chúng ta cần chú ý. Và cái Golden Lab đã đạt được những cái tiêu chí đó và được mọi người khuyến cáo tin dùng.
Dạ vậy thưa bác sĩ, bên cạnh việc sử dụng men vi sinh để giúp cho bé nhà tôi có thể hấp thu được dưỡng chất tốt, giúp bé tăng cân, phát triển tốt, thì tôi cần phải lưu ý điều gì để giúp bé luôn luôn khỏe mạnh, phát triển cả về thể chất lẫn phát triển cả về trí thông minh, chiều cao và thể lực, thì xin bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi ạ. Muốn một em bé phát triển tốt thì ngoài yếu tố dinh dưỡng là chúng ta hỗ trợ thêm qua những cái thức ăn hàng ngày, hỗ trợ thêm cái nguồn men vi sinh để thức ăn được tiêu hóa tốt, thì cũng còn nhiều những cái hoạt động khác mà chúng ta cần chú ý. Cái hoạt động đầu tiên mà tôi muốn nói đó là vấn đề giấc ngủ. Khi mà các bé nó ngủ á, thì cơ thể của các bé sẽ diễn ra quá trình trao đổi chất. Cái giấc ngủ đầy đủ, đúng giờ, đúng giấc, mỗi ngày như vậy theo từng cái lứa tuổi thì cũng là một trong những yếu tố giúp bé tăng trưởng, nhất là sự tăng trưởng chiều cao. Cái điều thứ hai đó là vấn đề em bé lớn chút thì chúng ta chú ý vấn đề luyện tập thể lực, để sao cái tim mạch mình hoạt động tốt, đường tiêu hóa mình co bóp nó cũng tốt, rồi phổi hô hấp tốt thì cũng sẽ làm cho bé có sức đề kháng tốt. Và một trong những cái yếu tố cũng rất là quan trọng đó là chúng ta nên giữ cái vệ sinh môi trường sống cho bé nó tốt, để chỉ để chúng ta hạn chế đến những cái bệnh nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé. Ví dụ như môi trường nó bị ô nhiễm khói bụi, khói thuốc lá thì nó làm các bé nó cứ bị bệnh về đường hô hấp hoài. Hoặc là chúng ta chỉ cần có những cái hoạt động nho nhỏ thôi, nó rất đời thường, đó là hỗ trợ hướng dẫn các bé nó rửa tay vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày. Và một trong những cái lưu ý mà bạn cũng cần quan tâm tới đó là nếu mà một em bé mà có sức đề kháng quá yếu kém thì chúng ta nên bổ sung cái nguồn sữa non là colostrum và cái immune alpha. Đây là những cái chất giúp tăng cường cái hệ miễn dịch, giúp các bé có một sức đề kháng tốt. Dạ, cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc rất là nhiều. Hy vọng rằng cái cuộc trò chuyện hôm nay với bác sĩ thạc sĩ Đinh Thạc thì em có thêm nhiều kinh nghiệm hơn để chăm sóc con khỏe và có thể tăng trưởng chiều cao cũng như sức khỏe mà chúng ta mong muốn. Golden Lab hân hạnh tài trợ chương trình này. Ở trẻ em trong những năm đầu đời, hệ tiêu hóa có những chức năng chưa hoàn chỉnh, trẻ rất dễ bị rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống. Rối loạn tiêu hóa không phải là bệnh nguy hiểm, nhưng sẽ là yếu tố cản trở quá trình sinh trưởng của trẻ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golden Lab chứa các thành phần là các lợi khuẩn được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, còn gọi là probiotic và prebiotic, được sản xuất theo công nghệ Lab Hybro, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Golden Lab, men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe, giúp trẻ lớn nhanh. Sản phẩm này không phải là thuốc và không tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết. Và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Vitin Vinza chứa các dưỡng chất thiết yếu, phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Vitin Vinza, nâng tầm cao và trí tuệ Việt. Sản phẩm của dược phẩm Vinza. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xin mời quý vị đến với câu hỏi dành cho khán giả. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: men vi sinh cần chứa hai thành phần probiotic và prebiotic, đồng thời phải có nguồn gốc tự nhiên như kim chi Hàn Quốc và bào chế theo công nghệ hiện đại nhất Lab Hybro, đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinza dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0917561XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa thì cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc đã tham gia chương trình để đưa chúng tôi đến rất nhiều cái kinh nghiệm để có thể các bà mẹ, các ông bố chăm sóc con mình tốt hơn, khỏe hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn quý vị nhé. Còn bây giờ chúng tôi xin nói là chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Sau khi lắng nghe tư vấn và lời khuyên từ các bác sĩ, chị Tuyết đã quan tâm và chú ý hơn nhiều đến chế độ ăn uống cho con. Đặc biệt, chị đã tìm mua men vi sinh chứa các loại vi khuẩn có ích như các chủng Lactobacillus được phân lập từ nguồn gốc thiên nhiên với mong muốn cho con tăng cân khỏe mạnh, an toàn và nhận được kết quả vô cùng khả quan. Sau một tháng sử dụng sản phẩm Golden Lab cho con thì tôi nhận thấy là sản phẩm này đã giúp bé tăng cân từ 9,2 kg bé lên được là 9,8 kg. Thì mình cảm thấy rất là hài lòng với cái sản phẩm này, vì cái sản phẩm này nó giúp bé không chỉ là tăng cân mà có thể là giúp bé ăn được, và hơn nữa là khiến da dẻ của bé thì mình cảm thấy nó là hồng hào lên nè, rồi bé ăn ngon ngủ ngon hơn rất là nhiều.
thấy con hàng ngày mà chơi đùa rồi khỏe mạnh và có thể tăng cân đều đặn theo từng tháng thì mình cảm thấy rất là vui. Men vi sinh đã đáp ứng đủ các yêu cầu như chứa hai thành phần là probiotic và prebiotic, đồng thời được phân lập từ kim chi Hàn Quốc và được bào chế theo công nghệ hiện đại nhất Lab Hybro. Nhờ đó, men vi sinh được bảo vệ an toàn trong quá trình bảo quản và sử dụng, phát huy hiệu quả tối đa khi sử dụng. Nhờ đó giúp trẻ hết biếng ăn, tiêu hóa tốt thức ăn, giúp hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa, tăng cường hấp thu dưỡng chất, tăng cường sức khỏe và sức đề kháng. Men vi sinh không những tốt cho trẻ mà còn rất hiệu quả cho người lớn bị tiêu chảy, táo bón, rối loạn tiêu hóa, kém hấp thu và đặc biệt là khi bị viêm đại tràng mãn tính.